ba tiền. Thấy là thấy ra được rồi đó. Wow. Thấy không? Đàn ông liền. Đặc biệt chứ không cá biệt. Đó là những gì mọi người nói với anh. Đẩy qua áo lụa hết hùng. Đẩy qua áo lụa hết hùng. Hết hùng. Chào em, anh là Phi Hùng. Anh có một khả năng đặc biệt. Đó là cái gì thừa ra thì anh sẽ cắt đi. Cắt đi. Vì anh là một ba bờ chính hiệu. Công việc của anh đòi hỏi phải có gu thẩm mỹ. Và đương nhiên rồi, anh thích tìm kiếm cái đẹp. Và em chính là một trong những điều đó. Ôi ôi, 70% cơ thể anh là nước. Và nếu như em muốn ướt, anh có thể giữ em được đấy. Đến 3, mình cũng bắt đầu nhá. 1, 3. Wow. Anh có thể phụ tất cả mọi người, nhưng anh sẽ không bao giờ phụ em. Cam đoan với em rằng rất nhiều cách để hạnh phúc, nhưng trực tiếp nhất chính là nhìn thấy anh. Hãy để cho anh mang lại hạnh phúc cho em nhé. Wow. Đây, cắt tóc chiều nay. Cười đẹp ghê không? Rất là đẹp đôi luôn đó. Đẹp trai kinh khủng, để tóc ra còn đẹp nữa. Mà tại sao cạo? Buồn tình yêu. Đúng. Cắt tóc, xả xuôi. Ngày hôm nay tham chương trình, hy vọng là một mối tình mới. Đúng. Thì em thấy sao? Em thấy anh này ảnh khá là sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ. Cái năng lượng em cảm nhận không biết là đúng hay không. Và năm người chỉ có một mình anh này nhìn bạn nữ rất kỹ. Có thể là mọi người nhìn thấy cái ánh mắt đó hơi bad boy quá, nhưng mà thật sự có những người họ chân thành và họ chỉ muốn nhìn cái người họ yêu thôi. Nhiều khi phải chân thành luôn, nhiều khi tự tin gì thôi đó. Không, mà dòng đẹp á anh, hay nhìn thẳng vô mắt người ta lắm. Mà sợ vẫn có cái gì đó nó lấp lánh màu tím á. Phi là gì? Phi là không, Hùng là đàn ông. Phi Hùng là có thể là không phải là đàn ông. Phi là bay ông nội ơi. Người ta bay lên bầu trời dũng mãnh đó, là Phi Hùng. Tức thiệt, lộ. Thật ra thì em không thấy một cái màu tím nào trong bạn này cả. Nãy Lâm nó nói mà nhúng mà yeah. Nhuộm kìm luôn cũng không tím. Nhuộm đi rồi cũng trôi đi hà, chứ không thể nào tím được. Nhưng mà nó lăn tăn chỗ này. Lúc đầu em nói là bạn màu đỏ là đã có chủ đó. Nhưng mà sau khi mà đã có một người đã có chủ rồi em loại trừ. Thì có thể là màu xanh. Nếu mà là màu xanh thì thật sự rất tuyệt vời. Một người rất là có nhiều năng lượng. Rồi. Mời em. Bạn này thì có vẻ bề ngoài rất là cool boy, kiểu là sẽ cực kỳ thú vị. Nói làm bạn thôi là mình đã thấy cuộc đời mình vui vẻ rồi. Nhưng đâu đó từ cái dòng 2 á, là Minh Tú đã thấy là anh này là bisexual. Phi là phi lên trời, là bi đó. Là bisexual, đâu đó. Trời ơi. Tới đâu luôn vậy? Cái hashtag của anh đó là số 1. Sau mẹ thì người tiếp theo là chị. Cái người chị này có thể là một cái người mà anh đó sẽ tâm sự rất là nhiều về cái vấn đề tình cảm và giới tính. Em nghĩ chị này đã có một tiệm salon tóc thì anh ta mới vô làm. Mà hashtag anh ta là số 1. Thì ra là anh ta đã quen người chị và con đã bà có chủ. Một người con rồi. Tới giờ vẫn giữ ý con bà chủ đúng không? Đúng. Ok. Thật ra ý Lâm nó cũng đúng đó chứ phải không đâu nha. Biết đâu anh ta quen người lớn tuổi hơn. Đúng. Yeah. Và có một cái trai bé gái gì rồi. Đây là Phi Hùng đó, đặt tới một đứa phi thuyền thiếu vậy. Rồi à, lời đầu tiên thì em chào tất cả ban cố vấn và mọi người trường quay ạ. Và chào em Nhung, cô gái đẹp nhất ngày hôm nay. Anh không biết rằng là bây giờ em đang có suy nghĩ gì về anh. Nhưng mà em biết đấy, anh tin rằng trai tốt thì sẽ đến thiên đường, còn trai hư thì sẽ đến thiên đường đến cho em. Chưa, thấy hướng lạnh không? Tôi đã nói rồi mà. Không, không, bà chủ luôn. Bà chủ. Chị chủ nó xuất hiện à. Con bà chủ.
Một là con bà chủ, hai là sắp tới là bà chủ, ba hiện giờ nó là bà chủ luôn. Đâu rảnh nhuộm tóc màu vàng. Đúng mà. Cái tóc phải có nghề mới làm được mấy cái đầu này. Cái chương trình này nó làm riết rồi, bây giờ tôi không còn một niềm tin nào với cái trái đất này nữa. Xin chào. Chào anh Trần Thành ạ. Em là em gái chị hay con gái bà chủ, hay sẽ là bà chủ, hay hiện giờ là chủ? Ánh nạt vô mặt người ta lắm thôi. Không phải dằn mặt vậy cho nó thiệt. Nhìn vô mắt tôi nói vô đàng hoàng tử tế. Trời ơi. Ác, ác, ác nha. Ác lắm, phải ác vậy đó, phải ác vậy đó. Em chào tất cả mọi người ạ. Em là con gái bà chủ. Lâm ơi, nói giỡn mà thiệt kìa. Thiệt không? Chắc không? Chắc không? Chắc ạ. Là ổng làm cho nhà em hả? Thiệt luôn hả? Là cái cua luôn ta đúng không? Ủa sao ông Lâm nó đại mà dính vậy? Ủa sao nó đại mà dính vậy? Không, nhiều khi anh Lâm nói thiệt á anh. Anh Lâm phân tích đồ dữ dội lắm mà. Ủa vậy em phân tích đúng rồi. Với cái mặt gọi là vui vẻ lắm anh. Ai có thiện cảm hết là lúc nào phải địa. Một là bà chủ, hai là con bà chủ thôi. Ai mà về đâu. Em là ai? Em chào anh Trần Thành. Chào tất cả mọi người và chào ban cố vấn. Chào Nhung ạ. Chào xong không nói mình là ai vậy? Hiện tại em đang là barber ạ. Ai không biết? Là thợ cạo. Và bên cạnh đó thì em cũng là một KOL về mảng fashion ạ. Hèn chi em vẫn rất là thời trang. Và đây là... Đây là chị gái của em. Hả? Thấy chưa? Chúng ta đúng. Wow, xuất sắc. Không, em nghĩ còn lật một cái nữa. Không lật rồi. Còn lật nữa không? Lật đi. Ha, nhiều khi lật nữa sao? Lật nữa không vậy? Nhiều khi độc thân. Nè, lật nữa nè, nói cho giữ vô cái đoạn này mới bắt đầu nói nè. Nói nó lật lần nữa mới dục nè. Đi. Thiệt không? Đó, nói đó. Chị gái thiệt hả? Em là con gái ba chủ. Thiệt luôn. Trời, con nhỏ này. Nó nói mà bây giờ mình không dám nói hết. Nó nhìn cái mặt. Là sao? Cái gì nữa vậy? Anh nhạc ơi, không gục hả? Này tao nói thiệt, chưa bao giờ tao làm MC mà tao hèn vậy luôn á Lâm. Tao thiệt thề à? Luôn á Lâm. Giờ tao ngầu luôn nè, tao coi mày làm gì nữa mà thiệt á. Giờ tao chở búa luôn nè, tao ngầu luôn, tao coi mày làm gì đó. Mày lừa đưa, mày lừa hoài, hết biên tập. Chương trình chuyển sang màu đỏ đi ạ. Em là con gái bà chủ thật mà. Đây là Hùng, em trai của em, và em là chị gái của Hùng ạ. Yeah. Hết hồn. Trời ơi, con bé này nó cũng theo phe kia, nó lừa lọc mình nữa. Anh ơi, kiểm tra chứng minh nhân dân đi. Hộ khẩu mới được. Em nghĩ vậy. Lấy hộ khẩu ra tao coi coi đúng rồi tao nói tiếp nè. Giờ không có hộ khẩu không có nói tiếp đâu. Tức ghê vậy chứ. Thiệt á hai em? Vâng, bọn em là hai chị em ruột ạ. Giống không? Giống mà. Ê, ngộ nha bay. Ngày xưa hai mẹ con ta tao nhìn không ra. Giờ hai chị em ta ruột vậy tao nhìn tao tưởng hai bộ. Sao kỳ vậy ta? Thì đó càng ngày càng lục nghề đó. Sao càng ngày càng già nua. Hậu Covid là có thiệt em ơi, thiệt á. Chị ruột thiệt á hả? Vâng ạ. Em đừng có làm anh hồi nãy nó điên nó khùng cái em lật lại nữa nha. Em là Hoàng Hải Hiền và đây là Hoàng Phi Hùng. Hoàng Phi Hùng. Dạ, dạ thiệt. Hoàng Phi Hùng. Em là tím thiệt hả? Dạ em là tím ạ. Em là chữ nào? Vâng, em là Golden Gay. Golden Gay là sao? Golden Gay là một thuật ngữ ở bên nước ngoài chỉ những người chưa từng có mối quan hệ nào với con gái. À, là coi như là gay thuần khiết luôn đúng không ạ? Nguyên chất. Tại vì ở Mỹ, bên San Francisco đó, có một cái cầu nổi tiếng tên là Golden Gate. Thì San Francisco cũng là một cái thành phố nơi
xuất thân của lá cờ tấu màu mà ngày xưa người ta đấu tranh phong trào để giành tiếng nói và quyền độc lập cho LGBT. Muốn ở luôn được không anh? Được á. Dọn qua khi làm đại diện cùng hòa nhịp. Tại vì qua bên đó là sẽ không có cái gì gọi là kỳ thị cả. Tại vì ai kỳ thị người đó mới bị kỳ thị đó. Hiểu, hiểu không? Dạ. Chào em cô đừng gay. Bên nhà anh bên River gay. Là hôm nay em đến đây là cả gia đình biết luôn phải không? Tất cả mọi người trong công ty em đều biết em đến đây. Mẹ em cũng biết nhưng mà mẹ em không biết chương trình này nó như thế nào. Lần sau mình cứ nói mình gay thôi chứ không gọi là em bị gay. Bị nghe nó khổ sở lắm. Nhưng mà em đâu có nói là bị đâu. Hả? Đâu cái nãy nói gì? Dạ thì anh đơm đặt á, anh Thành người ta có nói đâu. Em bảo đến là đây. Mọi người trong công ty em đều biết là em đến đây. À, đến đây. Anh, trời ơi anh nghe là em bị gây. Anh vui rồi. Anh lãng tay luôn rồi. Anh Thành ơi. Anh lãng tay luôn rồi. Chết rồi. Mắt thì không nhìn thấy. Đúng, tay thì lãng. Chứ cái tính tiêu dệt của mình nữa. Trời ơi, thiệt á, mắt mờ, tai ù. Bây giờ không biết cuộc sống trên cõi đời này để nhận ra cái gì hay không. Ok. Khi nào em phát hiện điều đó? Nếu như mà là chính thức thì là năm lớp 6 á. Lúc đấy là em thích một bạn kiểu như bạn thân của em. Trước đấy thì em đã biết đến sự gay này ạ. Mới lớp 6 mà biết định nghĩa rồi nè. Năm lớp 5 là em đã hiểu định nghĩa như thế nào là thẳng và như thế nào là cong. Và em bắt đầu tìm hiểu về giới LGBT. Thì đến năm lớp 6 thì coi như là em đã identify em là gay ạ. Cá tính thật, đúng là bad boy nhỉ. Em nói với gia đình thế nào về điều này? Thực ra là cái việc come out của em nó là một việc khá là bất đắc dĩ ạ. Đợt đấy là cô giáo chủ nhiệm em gọi điện cho mẹ em và bảo với mẹ em là chị xem lại con chị nhé. Nó bôi son đánh phấn đến trường đấy. Really? Không ạ. Em không bôi son đánh phấn đến trường. Em không hiểu vì sao cô ấy lại nói như thế. Mà cô có thấy em với bạn nào không mà cô nói như vậy? Lúc đấy thì em đang chơi với một nhóm bạn nữ. Thì là em cũng có qua nhà bạn ý để mua mặt nạ ngọc trai ạ. Làm đẹp. Thì lúc đấy là cô tình cờ cô ấy cũng ở đấy. Thì là cô ấy nhìn thấy thì cô ấy như kiểu là khẳng định hơn ạ. Lúc đó gia đình phản ứng sao cưng? Mẹ em khóc rất nhiều ạ. Bởi vì bố em thì mất sớm. Trong gia đình không còn người đàn ông nữa. Thì thường người mẹ sẽ đặt hết niềm tin và kiểu sự kỳ vọng vào con trai mình. Thế nhưng mà đến khi mà mẹ em biết được thì mẹ em sốc. Mẹ em còn định đưa Hùng xem bói, đi đến bác sĩ. Hùng bảo với mẹ em là đấy không phải là bệnh. Đấy là cái xu hướng tính dục của con, nó không thay đổi được. Mà mẹ em sợ nhất khi mà biết là con trai mình gay á, là mẹ em sợ là em ấy sẽ có một cuộc sống kiểu dựa dẫm vào người khác, buông thả, sống kiểu tầm gửi ạ. Thì cho đến bây giờ bạn ấy đã có thể tự nuôi sống bản thân mình, có công ăn việc làm ổn định. Thì đến khoảng 1-2 năm gần đây mẹ em mới kiểu thật sự thoải mái về việc đấy và thật sự cởi mở. Qua câu chuyện này chúng ta thấy được gì nhầm? Chương trình này được tạo ra không những chỉ để phụ huynh hiểu các bạn mà cũng để cho các bạn trong giới LGBT hiểu phụ huynh. Là nếu như các bạn đặt cái não trạng của mình là não trạng của họ, sinh ra trong thời đó, lớn lên trong thời đó, và nếu như người ta không chấp nhận, chúng ta không thể nói họ ích kỷ hay là họ không thương con được, không ạ. Người ta không có đủ cái điều kiện để người ta hiểu ngay được. Như vậy thì cái việc chúng ta cần phải làm là gì ạ? Là chứng minh, là sống thật tốt vào con tôi. Nó come out, nó như thế này, nhưng rõ ràng nó vẫn có thể lo cho gia đình, nó vẫn có thể có chỗ đứng trong xã hội, làm được mọi chuyện của một người đàn ông bình thường sẽ làm được. Bố mẹ có chấp nhận hay không là nhìn vào cái cách đó đó. Ok, chúc mừng em đã rất giỏi trong việc trốn tìm ha. Bình thường em cũng như thế đấy ạ. Mọi người cũng đều nghĩ em thế nếu như mà em không come out với mọi người á. Bây giờ thì nó lại khác. Có nhá. Lúc nãy thì không. Tươi Dương bảo Lâm bảo em ngâm bồn, ngâm cồn, ngâm kìm gì các kiểu thứ. 7 ngày không phai. Cái anh chàng này bây giờ mà thả anh vô cái dung dịch quỳ tím. Nhúng ra, nhúng vô, nhúng ra, nhúng vô. Ngâm 3 đêm vẫn không nào tím được. Là đàn ông rặt mà thôi.
Hay thiệt. Thì em phải thấy rằng là đấy, chiếc áo màu tím không có giá trị. Em á, hậu Covid cũng nặng hơn anh rồi đó Lâm. Không mà hay quá anh, thì không nào nhìn mặt bắt hình dung được. Đúng không? Đây là cái anh mà gọi là em khẳng định là không bao giờ đập bàn, đập ghế đồ. Em giải thành sạch cũng gì anh này. Đó. Mà ai dè anh quay là một cái hú hồn. Độ nó cũng giọng nền râm râm râm. Anh này mà màu tím em đi đầu xuống đất cái gì đó. Thật sự luôn, vô đây là mù chữ luôn, thiệt sự không nhìn ra được. Hồi nãy chỉ có một mình anh Minh Tú thôi đó. Tại vì á, là trong cái ánh mắt của bạn á, đưa cho Minh Tú một cái năng lượng nó rất là khác. Lúc đó mình không cảm nhận mình là phụ nữ luôn á. Mình đang cảm nhận mình là một người con trai trong mắt bạn. Trời ơi trời. Cảm giác gì kinh gì vậy. Minh Tú có một câu muốn hỏi chị gái thôi. Thì cái việc mà bạn đón nhận và giúp đỡ cái người em này để sống đúng với cái giới tính của bạn như thế nào? Em cảm thấy mình đón nhận việc này rất bình thường ạ. Hùng làm gì em cũng đồng tình. Nếu mà có gì đó lệch hướng thì em sẽ mong muốn là mình có thể đưa Hùng trở lại với cái con đường đúng. Cho đến bây giờ thì mẹ em và em cũng có cùng chung một mục đích. Đấy chính là làm thế nào để kiểu người con trai duy nhất trong gia đình sẽ được hạnh phúc với quyết định của bạn ý. Gia đình đáng yêu nhỉ. Một người chị gái tuyệt vời. Dạ, yeah, cũng chúc cho gia đình của em lúc nào cũng vui như thế. Tại vì thấy bạn này năng lượng quá tích cực đi. Rất là đáng yêu. Và anh nhìn em là anh biết bản thân em cũng là một người sẽ thành công trong cuộc sống. Bởi vì em rất biết cách đón nhận mọi thứ đến với mình. Bất cứ một cái người nào mà làm quá những cái gì mà đã đến với mình, những người đó tự làm khổ mình thôi. Ví dụ như giới tính của một người là con của mình, ví dụ vậy. Hay là năn nỉ con có vợ đi. Sao năn nỉ được, năn nỉ hàng xóm bớt nói đi, làm sao cản người ta được. Giải quyết hay không là giải quyết cái tâm lý của mình á, là mình đón nhận nó có bình thường hay là không thôi. Thí dụ hỏi con bạn vậy hả, nó ừ con tao vậy đó, thì ngày mai người ta còn cái gì để mà nói. Đúng không ạ? Còn cái gì mà nói. Hãy nhớ câu này, một ngày tồi tệ và một ngày tuyệt vời chỉ khác nhau cách bạn đón nhận ngày đó. Rồi, trước khi chia tay nói với bạn nữ chính anh một câu nào đi nào. Chị Nhung sinh năm bao nhiêu ạ? 97. Em 98 ạ. Ok, yeah. Chào em. Em nghĩ là chị sẽ rất là hạnh phúc với cái lựa chọn ngày hôm nay. Tại vì là em cảm thấy năng lượng của hai anh chị rất là hợp nhau ạ. Em chúc chị mãi mãi hạnh phúc. Cảm ơn Hùng rất nhiều. Cảm ơn Hùng hôm nay đã đến cùng với chị gái, đưa những cái năng lượng thật là tích cực cho cộng đồng LGBT của mình. Mong rằng đây sẽ là lần cuối cùng chị phải lựa chọn. Cảm ơn Hùng. Cảm ơn hai đứa con bà chủ. Dạ, cho em nói một lời nữa được. Nói gì? Dạ, em muốn gửi lời nói đến cho tất cả các bạn trong cộng đồng ngoài kia. Là nếu như các bạn có ở trong trường hợp như mình, hoặc là tệ hơn mình, thì hãy cố gắng trau dồi bản thân, có một cuộc sống tốt hơn. Thì tự khắc mọi chuyện nó sẽ tiêu tan đi hết. Và em cũng muốn gửi lời nói đến cho mẹ em là nếu như có kiếp sau thì con cũng muốn làm con mẹ nữa. Thank you. Chắc chắn là bác sẽ rất là vui vì điều này. Thank you các bạn. Đón xem Người ấy là ai 2022 lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh V Giải Trí.